Hôm nay tôi rất là xin cảm ơn chương trình đã cho tôi cái thời gian tuy là ngắn nhưng mà quý báu để tôi cũng rất tâm huyết muốn trình bày với các quý vị đồng nghiệp và quý khán giả cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay về cái phương pháp nội soi ống mềm trong chẩn đoán và can thiệp ung thư sớm đường tiêu hóa. Đây là một vấn đề rất là đang thời sự tại Việt Nam bây giờ. Cũng như là thầy Bình vừa chia sẻ rồi thì cái ung thư đường tiêu hóa hiện tại đã tạo cái gánh nặng rất lớn cho chúng ta tại Việt Nam và hàng năm có cái tỷ lệ tử vong cao do ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng và ung thư thực quản. Và đặc biệt là tỷ lệ sống thêm sau 5 năm thì hiện tại ung thư ở chúng ta vì là chúng ta phát hiện muộn, hiện tại giờ ung thư đường tiêu hóa chúng ta thường là phát hiện muộn trên 70% và tỷ lệ phát hiện sớm còn đang rất thấp. Chính vì vậy tỷ lệ tử vong vẫn còn cao. Thì hiện tại bây giờ tại Nhật Bản thì những cái trường hợp mà ung thư đường tiêu hóa sớm người ta đã phát hiện được và điều trị để tăng cái tỷ lệ khỏi và sống thêm trên 80%. Nhưng ở Việt Nam chúng ta thì hiện tại tỷ lệ sống thêm của chúng ta thì chỉ được dưới 20% bởi vì là tỷ lệ phát hiện sớm của chúng ta còn thấp. Nếu như đối với cái ung thư đường tiêu hóa mà phát hiện được giai đoạn sớm thì chúng ta có thể chữa cho bệnh nhân khỏi trên 93%, thậm chí đến 99%. Và từ đó để mà muốn phát hiện sớm và để điều trị sớm được cho bệnh nhân thì cái vai trò của nội soi sàng lọc rất là quan trọng và nó thể hiện là phát hiện tổn thương sớm và sẽ làm giảm được cái tỷ lệ tử vong do ung thư. Và một nghiên cứu ở Nhật Bản tại cái tỉnh như người ta thì người ta đã cho thấy là ít nhất một lần sàng lọc nội soi trong vòng 36 tháng đã làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thư dạ dày là 30%. Chính vì vậy là chúng ta phải nâng cao cái hiệu quả chẩn đoán ung thư dạ dày. Ngày nay thì với sự phát triển của ngành nội soi ở tại Việt Nam hơn 30 năm thì đã có rất nhiều cái thiết bị hỗ trợ nội soi tốt hơn, ví dụ như cái máy tưới rửa để làm gì, ví dụ như chúng ta soi vào cái đường tiêu hóa thì chúng ta sẽ có thể là rửa thật sạch cái bề mặt niêm mạc. Đây là một cái kỹ thuật tuy là tưởng là đơn giản nhưng mà đối với một cái bác sĩ mà được đào tạo mà chưa chưa không chú trọng điều này, chúng ta sẽ bỏ sót những cái tổn thương nhỏ, mà đặc biệt những cái tổn thương ung thư sớm thì thường là rất là nhỏ. Đây là một cái hệ thống về sàng lọc ung thư dạ dày sớm thì chúng ta cần phải làm ít nhất là chúng ta tối thiểu là chụp khoảng tầm 22 ảnh trong lúc chúng ta nội soi thì chúng ta không bỏ sót các cái góc các cái điểm mù của trong trong lòng dạ dày và hoặc là thực quản thì chúng ta sẽ phát hiện được ra những cái tổn thương nhỏ, từ đó chúng ta phát hiện được sớm ung thư và đưa ra được cái can thiệp sớm. Và hiện tại có rất nhiều cái bước tiến mới trong cái nội soi chẩn đoán với ung thư. Đầu tiên là cái nội soi nhuộm màu thì có thể dùng cái thuốc nhuộm Inovacoprin và khi nội soi và chúng ta sẽ bơm vào cái lòng của thực quản hoặc dạ dày và đặc biệt ở trên thực quản thì ta dùng cái nhuộm bằng Lugol. Và ngày nay thì hiện tại được ứng dụng rộng rãi bằng cái nội soi nhuộm màu ảo, tức là chúng ta không cần dùng thuốc nhuộm mà ngay tại máy soi đã có cái ánh sáng nhuộm ánh sáng xanh ví dụ như NBI hoặc là khuếch đại để chúng ta thấy những cái tổn thương, khu trú được những cái tổn thương nhỏ và nhìn thấy được cái thay đổi cấu trúc bề mặt hoặc cấu trúc mạch máu của cái bề mặt niêm mạc dạ dày và từ đó chúng ta sẽ tiến hành sinh thiết vào cái tổn thương đó để phát hiện ung thư. Đây là một số cái hình ảnh tổn thương ung thư sớm, kích thước là rất nhỏ và có cái tổn thương có cái bờ ranh giới rõ, bất thường về cái vi cấu trúc mạch và bất thường về cái cấu trúc bề mặt. Và đây là trường hợp ung thư dạ dày sau khi mình sinh thiết thì là cái ung thư dạ dày thể biệt hóa ở giai đoạn sớm và có thể can thiệp bằng nội soi là không cần phải cắt đoạn dạ dày. Và một cái bước tiến mới là trong những năm gần đây thì bắt đầu các nước trên thế giới đã bắt đầu ứng dụng cái endocytoscopy
Tuy nhiên là ở tại Việt Nam thì chúng tôi cũng chưa trang bị và sẽ chuẩn bị, sắp tới tôi nghĩ là sẽ tiến tới chúng ta sẽ làm, bởi vì là cái này là chúng ta người ta sẽ có cái định lượng cho định vị cho mình những cái tổn thương nào nghi ngờ ung thư, tức là hỗ trợ cái người bác sĩ nội soi để tìm được những cái tổn thương rất sớm trong ung thư dạ dày. Và đặc biệt ngày nay để mà đánh giá cái những cái trường hợp mà có can thiệp được hay không, hoặc là có thể cái xâm lấn vào nước nào, thì có thể có một cái lựa chọn thêm là có dùng thêm cái máy siêu âm nội soi để sử dụng không, thì ngày nay chúng tôi cũng còn đang nghiên cứu thêm, bởi vì cũng có nơi thì cũng có nước ngoài người ta cũng có sử dụng, nhưng tuy nhiên là ở Việt Nam mình thì cái này cũng hơi dùng, nếu mà chúng ta dùng đại trà thì cái siêu âm nội soi cũng chỉ ứng dụng được cái những đánh giá những cái tổn thương ở tại chỗ hoặc xâm lấn tại chỗ thôi, còn xâm lấn ở ngoài ví dụ hạch thì chỉ hạch cạnh dạ dày, còn hạch xa thì chúng ta có thể dùng cắt lớp, chứ bởi vì cái này nó cũng, nếu mà nói về giá thành chung thì cái này nó cũng tương đối đắt, cho nên chúng tôi không ứng dụng trường hợp nào trước khi can thiệp chúng tôi sử dụng cái phương pháp này. Về can thiệp ung thư thì cái phương pháp can thiệp thì trước đây năm những năm 60 thì người ta đã sử dụng những phương pháp can thiệp cắt polyp và dùng những cái thòng lọng và chỉ cắt được những cái kích thước nhỏ dưới 2 cm. Còn đặc biệt là những cái tổn thương mà lớn thì sẽ sử dụng cái phương pháp cắt nguyên khối. Nguyên khối thì sẽ sử dụng cái phương pháp cắt tách ở dưới niêm mạc thì sẽ đỡ được cái tỷ lệ tái phát và cái tỷ lệ mà mình đánh giá được, bởi vì như thầy Bình đã nói rồi đấy, phương pháp can thiệp tối thiểu thì chúng tôi sẽ cắt cái tổn thương, chúng ta sẽ cắt được cái tổn thương ở tại chỗ, chứ tức là tổn thương ngay khu trú tại chỗ, chứ không thể nào mà cắt được rộng, quá rộng ra. Thế vì vậy là chúng tôi thường là cắt những cái tổn thương ung thư sớm và có cái chỉ định ở giai đoạn khu trú ở lớp niêm mạc. Và khi mà cắt tách ở dưới niêm mạc thì nó có ưu điểm hơn cái phương pháp vừa rồi polyp lipectomy hoặc là cái phương pháp cắt niêm mạc không, thì nó sẽ đỡ tái phát hơn và cái diện cắt mình có thể lấy được rộng rãi hơn và lấy được hết tổn thương. Và sau đó chúng ta đánh giá được cái chính xác về cái giải phẫu bệnh và tỷ lệ điều trị triệt căn tốt hơn. Sự khác biệt giữa cái cắt nội soi và cái can thiệp nội soi thì thấy ra, và phẫu thuật nội soi thì cái can thiệp cắt nội soi thì chúng ta theo theo dõi là ở tại cái hình này nhìn rất rõ là can thiệp nội soi thì chúng ta sẽ cắt được, can thiệp gọi là can thiệp tối thiểu, đây chính là phương pháp can thiệp tối thiểu nội soi, nên là cắt được cái tổn thương ung thư khu trú tại chỗ. Còn phương pháp phẫu thuật thì sẽ là cái phương pháp cắt dạ dày cắt đoạn hoặc là phương pháp vét hạch ở ngoài. Chính vì vậy là cái nguyên tắc chỉ định của cái can thiệp nội soi trong cái đường ung thư đường tiêu hóa chúng tôi thì thường là sử dụng đối với những cái tổn thương ung thư mà có tỷ lệ di căn hạch rất là thấp và có thể can thiệp cắt bỏ nguyên khối qua nội soi. Chính vì vậy là cái sự đánh giá hệ thống cả một cái team, ví dụ như bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ bên giải phẫu bệnh và bác sĩ nội soi sẽ luôn luôn phải hội chẩn với nhau để chắc chắn đưa ra một cái chỉ định đúng cho bệnh nhân trước khi mình quyết định. Một số cái tỷ lệ di căn hạch cho những bệnh nhân ở cái ung thư dạ dày sớm là có, ví dụ như là những cái trường hợp ung thư mà kích thước trên 2 cm, hoặc là cái trường hợp những trường hợp ung thư thể mà không biệt hóa thì thường là tỷ lệ di căn hạch cao hơn. Chính vì vậy cho nên là cái khi chỉ định thì chúng tôi sẽ dựa vào cái trường hợp là những bệnh nhân ung thư có thể là biệt hóa hoặc không biệt hóa nhưng kích thước nhỏ hơn 2 cm, còn thể biệt hóa hiện tại bây giờ có cái chỉ định mở rộng là lớn hơn kích thước tùy theo nếu mà biệt hóa, còn kích thước không biệt hóa thì có thể thường là dưới 2 cm, bởi vì đối với những trường hợp mà kích thước tổn thương nhỏ hơn 2 cm mà có không biệt hóa hoặc kém biệt hóa thì có khả năng là có di căn hạch cao hơn. Vì vậy là những trường hợp đó thì chúng ta cân nhắc, nếu như sức khỏe bệnh nhân cho phép chúng ta cân nhắc cái chỉ định phẫu thuật nội soi bên chỗ bên phẫu thuật chỗ thể bình, hoặc là chúng ta sẽ làm phẫu thuật mở thì triệt căn tốt cho bệnh nhân. Còn tuy nhiên đối với những trường hợp bệnh nhân già yếu và cái sức khỏe không cho phép thì chúng ta vẫn có thể can thiệp được bằng nội soi. Và với nếu như với cái hệ thống sàng lọc tốt mà chúng tôi đã ứng dụng từ cuối năm 2017
Cho đến nay thì chúng tôi thấy rằng là tất cả những bệnh nhân mà mình can thiệp thì gần như là chưa có bệnh nhân nào có tay tổn thương tái phát, và cho đến các cái kết quả của nước ngoài cũng vậy, và cho thấy tỷ lệ sống 5 năm đối với bệnh nhân là trên 97%. Chỉ định đây là một số cái chỉ định chúng tôi ứng dụng cho cái ung thư thực quản cũng vậy. Ung thư thực quản thì chúng tôi cũng sẽ ứng dụng can thiệp tối thiểu cắt tách dưới niêm mạc đối với những trường hợp bệnh nhân tổn thương ung thư ở bề mặt niêm mạc T1A. Một số cái, đây là quy trình của cái can thiệp ung thư dạ dày thì cũng có 6 bước. Và tất cả những cái việc quan trọng nhất là tôi cũng muốn nói đến các quý đồng nghiệp là cái việc đánh giá mảnh cắt sau khi can thiệp dưới niêm mạc, cắt tách dưới niêm mạc thì chúng ta cần phải đánh giá rất là kỹ, đánh giá về cái diện cắt bên, diện cắt đáy và cái những cái xâm lấn ở bên cạnh còn không, hoặc là những cái xâm lấn mạch hoặc xâm lấn bạch huyết. Thì nếu như trường hợp sau đấy, sau khi chúng tôi có can thiệp mảnh cắt xong thì dựa vào cái này, dựa vào kết quả của giải phẫu bệnh sau mảnh cắt, các bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ phải làm cái này và đưa chúng tôi kết quả, và chúng tôi sẽ hội chẩn lại cái mảnh cắt xem mình cắt đã đảm bảo triệt căn chưa. Nếu triệt căn rồi thì chúng ta không cần can thiệp gì cả. Và bệnh nhân có thể ra viện sau khoảng tầm 2 ngày. Đây là đánh giá mảnh cắt ở trên cái giải phẫu bệnh. Để chúng ta phải đánh giá hết là xem chúng ta diện cắt bên, diện cắt đáy đã âm tính chưa và có xâm nhập mạch hay bạch huyết không. Và những cái trường hợp mà bệnh nhân, nếu như trường hợp mà cái diện cắt đáy mà còn thì chúng tôi cũng sẽ phải hội chẩn với lại bên, ví dụ như T1B, tức là cái xâm lấn về diện cắt đáy còn thì chúng ta sẽ xem là hội chẩn với bên phẫu thuật. Có những trường hợp, một số trường hợp chúng ta có thể phải cắt đoạn dạ dày và vết hạch. Và chúng tôi đã đưa ra một cái quy trình chẩn đoán và điều trị và theo dõi những cái bệnh nhân ung thư dạ dày sớm ở tại bệnh viện ca. Và như là ví dụ tổn thương loạn sản thì chúng tôi sẽ can thiệp ESD, chẩn đoán giải phẫu bệnh mảnh bệnh phẩm. Nếu mà triệt căn rồi thì chúng tôi sẽ cho bệnh nhân khám lại định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng. Còn nếu mà xâm lấn sâu qua T1B thì thường là chỉ T1B thôi thì sẽ tiến hành phẫu thuật. Và đây là một số cái báo cáo chúng tôi đã làm trong vòng 4 năm qua ở trong một số nước công bố ở nước mình và cả nước ngoài đó, có một số bài báo. Nội soi sàng lọc thì ngày nay càng thể hiện cái vị trí rất là quan trọng trong phát hiện và làm giảm tỷ lệ tử vong do ung thư, và các cái công nghệ hỗ trợ hiện đại giúp chẩn đoán và phát hiện ung thư sớm ngày càng giúp cho chúng ta định vị được cái tổn thương ung thư sớm chính xác hơn. Các tổn thương sớm được can thiệp nội soi tối thiểu nâng cao chất lượng sống cho người bệnh và có ý nghĩa rất lớn cho cộng đồng, đặc biệt là sự hỗ trợ rất lớn từ hệ thống ngoại khoa để các bác sĩ nội soi triển khai kỹ thuật mới này. Tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị đã lắng nghe.